Rồi em xin chào quý vị anh chị nha. Mấy hôm nay thì chúng giải mà chạy nhỏ nhỏ không rồi quay hoài em cũng chóng quý vị. Chúng toàn nó giá tốm được không có 100.000 nữa. Em biết cái quay. Đó thì hôm nay thì cái đại cơm tôm ngày chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023 nha anh chị. Thì do bón hồi tối rồi, khuya rồi cũng mới sắp. Và tiếp tục bây giờ em cũng quay lên sóng cho anh chị mình xem nha. Đại cơm tôm nha anh chị. Rồi. 67 này. 11 nè, 94 nè, 48 nè, 44 nè, tôm lam nè, 08 nè, bả hơi nè, 90, 59, 17, 20, 35, 02, 26, 39, đó. Rồi tiếp tục bên này cơm tôm còn 4 sách nữa thôi. 67 nè, 81 nè, 53 nè, 63 nè. Rồi còn hôm nay là đài thì Thiên Quế nha anh chị. Đó. 09 nè, 27 nè, 64 nè, 82 nè. Rồi 45 nha anh chị. Đài Thiên Quế, đài phụ ở quê em nha anh chị. Chiều nào quýnh sô đè, quýnh cơm tôm à. Đại Thiên Quế sắp 20 tờ là nha anh chị à. Quê em người ta ít có mua gọi là đờ phụ nha anh chị. Ít có mua này người ta đưa, sắp hơn 10 tờ là, mà 4 sắp là 80 tờ nha anh chị. Đó, người ta thấy chim bô mua sô đè đó là ta à, chơi đó nơi thế nhưng bô tôi mua số đề tôi mua đại chính nhiều à, còn đại Thiên Quế là ở Quế là đại chính à, mua giá số à rồi anh coi lái đi, coi số là lái đi. Rồi cảm ơn quý vị anh chị, có gì quý vị anh chị mua thì hãy cũng như thường lệ đây đó, số giờ Zalo cái bò nha anh chị, 0968634712 Ari băng hỏi về băng của em là 4512205273226 nha anh chị. Rồi anh chị mua cứ Zalo cái bọn em chụp hình gửi với số cho anh chị nha. Rồi cảm ơn quý vị anh chị đã yêu mấy ủng hộ kênh của em nha anh chị. Rồi.